Dạ, em xin chào khách yêu của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Chiều hôm nay Kim Thành Thảo rất là vui khi mà xe duyên cho chị Hiền và anh Thắng, hai anh chị ở Tân Phú hôm nay ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là ba cái tiền cũ nè, vòng lắc, bông tai và nhẫn nha quý khách nha. Đây, em quay sát xuống như này là chị khoe ba cái tiền cũ, giới thiệu ba cái tiền cũ cho quý khách xem ha. Đây là ba cái tiền cũ vàng 24K nha. Cái này là loại dẹp nha quý khách, bản dẹp chạm long phụng mà. Hai cái chạm long phụng mà và một cái chạm hoa mai nha quý khách nha, rất là đẹp luôn. Đó. Mỗi kiền là ba chỉ nha, một cặp vòng này đẹp chưa, một cặp vòng bản chạm hoa mai luôn, mỗi chiếc là ba chỉ nha quý khách, ba chỉ nó sơn nhìn đẹp quá ha, xuất sắc luôn. Hai mặt đều chạm hoa mai như nhau nha, một cặp vòng, một cái lắc à. Lắc hoa tầng, cái này là lắc 3D nha. Đai là kim tiền cắt máy à. Một cái nhẫn hoa mai và một đôi bông ha. Bông tai luôn. Đẹp lắm. Bông đeo sáng lắm nè. Trời ơi. Lắc này là cỡ 5 chỉ hơn nè, nhẫn một chỉ hơn. Đôi bông cũng vậy luôn. Một chỉ hơn. Rất là đẹp. Vàng 24K nha quý khách nha. Và cưới nên đeo vàng 24K. Rồi tiếp theo là còn sắm cho mẹ một cái vòng và một cái nhẫn đá tô ba nha. Đây, vòng hoa hồng xanh nè, viền tròn cách tắm nha. Đây là nó chạm hoa hồng trương nè, một cái nhẫn hộp cao đá tô ba xanh luôn. Đây, xuất sắc luôn nha. Chiếc nhẫn này là hàng cao cấp nha quý khách. Quý khách nhìn nè, từng cái chấu nó là cách tắm đây nè, đẹp chưa, rất là sắc sảo tinh tế luôn ha. Đẹp. Rồi, cái này là tổng giá trị mà hôm nay anh chị ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là 136.710. 24680. 136.710.000. Có đây, lẻ ra nữa nè. Rồi, em ơi cho chị mấy cái hộp chị bỏ vô cho khách nè. Em cảm ơn hai anh chị nha. Cảm ơn hai anh chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em nha. Dạ, tối hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc ở Bình Chánh, có gia đình của cô Loan và chị Tuyền. Hôm nay là ghé ủng hộ em là hai bộ hàng cao cấp nha quý khách nha. Đầu tiên em sẽ khoe về cái bộ của chị Tuyền nè. Bộ hoa này là dạng hoa 5D mới vừa về nha. Gồm có vòng, nhẫn, mặt dây chuyền và bông tai nha quý khách. Rất là đẹp ạ. Cái này là làm theo công nghệ mẫu Ý nha, nó xi 3 màu lên nha, màu hồng, một tầng là màu trắng, một tầng là màu vàng nè. Dạng hoa lưới nha quý khách nha. Sáng lắm. Đây, đai của nó là đai bản nha, móc máy luôn. Bản dẻo nha quý khách nha. Dưới mặt dưới là nó có tăng đơ luôn à. Cho nên là quý khách có tay to, tay nhỏ gì đeo vẫn được ha. Mình cài vô ha. Cả bộ như vậy là 9 chỉ mấy nè. 35.750 là bộ này. Tiếp theo là một bộ đồ bộ của cô Loan. Cô Loan hôm nay là chọn bộ hộp vuông ạ. Một hộp đá đen nè, hai tầng vuông tắm ha, vòng, nhẫn, bông tai, dây và mặt luôn ha, rất là đẹp, sáng lắm luôn. Cái dây dắt lá này là em mới vừa về hàng nha, dây từ 2 chỉ đến 3 lượng nha quý khách, đẹp chưa, màu đen rất là sang và dễ mặc đồ nữa. Bộ như vậy cả bộ lẫn dây luôn là 8 chỉ mấy, gần 9 chỉ nè, 34.250 bộ này. Để xuất sắc luôn. Rồi cái này đi, cái hộp chị bỏ vô cho cô nha. Cô Loan ơi, cô rất là cảm ơn cô nha. Cô cảm ơn gia đình của cô hôm nay đã đến ủng hộ tiệm con ạ. Em chào chị Út. Chị Út ở đâu ạ? Ở quận 8 á. Chị Út ở quận 8 ạ. Rồi trưa nay em có lọc ở quận 8 nha. Em có chị Út và sắm một cái vòng dưới dây nữa nè. Đây, chị Út lựa một cái vòng caro bản một tấc nha. Cái này cao một tấc nha quý khách. Đó, móc máy này cực kỳ sang luôn. Đó. Cái này bên em là có đủ ni luôn nha, từ ni 46 đến ni 64 luôn. Đó. Đây là dạng vòng nhưng mà êm tay lắm quý khách nè. Nó dạng mềm nè. Em đeo qua chị Út luôn ha. Cực kỳ sang luôn chị ơi, đeo như là 4 bộ xi men luôn á, đeo dài như là 4 bộ xi men luôn. Dạ. Chị Út còn lựa thêm một cái dây phen lật thẻ nai. Đây. Gieo van thẻ nai nha. Dây này là mình thổi thường đeo mặt nữ khách. Đó, sang lắm luôn. Dạng móc máy nè. Móc máy khúc à.
Cái này em để hộp cho chị Út ha. Rồi, tổng bộ nữ trang của chị Út là 71.700.000 ha. Em gửi chị Út hóa đơn. Cảm ơn chị đã đi đường xa qua ủng hộ tiệm nha. Em gửi chị hóa đơn. Cảm ơn chị ha. Con chào cô tên gì ạ? À? Cô tên Nguyệt. Cô Nguyệt, cô Nguyệt ở đâu? Nguyệt ở Vĩnh Lộc. Vĩnh Lộc. Rồi, chưa hôm nay em có cô Nguyệt ở Vĩnh Lộc ha. Cô ghé sắm nguyên một bộ nữ trang nè. Bi, kiểu dây liền mặt bi Chanel nha. Thêm cái lắc nè, hai đôi bông với cái nhẫn. Đây. Dây bi liền mặt Chanel. Đó. Mẫu này đeo chắc lắm nha. Dây luồn ở trong là dây chỉ cong nha quý khách. Đeo cực kỳ chắc luôn. Mặt Chanel tắm. Đó, sợi dây. Để em gỡ này nha. Đi bộ luôn, sợi dây là cái lắc nè. Lắc bi luôn. Đeo mấy dạng này là móc máy á, để cô đeo sáng bền lắm. Cô lựa thêm một cái nhẫn một hộp viền tròn. Đây là sàn nhân tạo nha quý khách, đeo cực kỳ sáng luôn. Đó. Cô ơi, tay con với cồn cỡ nè. Rồi cô có lựa thêm đôi bông nữa nè, đôi bông là đi bộ với cái nhẫn này. Còn đeo đôi bông bi này là đi bộ với dây với lắc bi. Cô lựa cái nhẫn bi nữa nè. Đó. Con đeo luôn cho cô Nguyệt nha. Dây này đeo đẹp quá cô nè, chắc lắm luôn á, nó có tăng đơ nữa, mình thích ngắn dài gì một cỡ cũng được, quá trời sang luôn. Ông mượn tay cô nha, nguyên một bộ bi hay cô hả? Này cái nhẫn này đeo bên nó nào, đeo bông bi luôn. Châu bi này đeo sáng bền lắm nha quý khách. Bên em là lấy là mẫu này, mẫu giác xoàn á, đeo sáng cực kỳ. Để con có đốt xíu qua mấy con chịu nhập đi. Nhưng mà giờ chắc không cần liền. Đó, quá trời đẹp luôn. Đôi bông này con để hộp cho cô ha. Cho chị cái hộp cho cô đi. Chào chị Xuân à, nay chị Xuân ở đâu ạ? Bình Tân. Nay em có chị Xuân ở Bình Tân, chị qua lựa nguyên một bộ nữ trang nha. Một bộ nữ trang đôi chiếc dép nha, cực kỳ xinh luôn quý khách ơi. Đây cái dòng đây, chiếc dép là tắm full tắm nguyên một chiếc dép luôn. Cần trường, nhỏ nhắn gì như nó là mẫu đúc nha. Đó cái dòng, cái nhẫn nè. Đôi bông tai. Nguyên một bộ nhẹ nhàng. Bộ này của chị là 3 chỉ hơn nha, là 12 triệu. Chị đeo luôn ha, em đeo cho chị nha, để hộp hết à. Cái khóa này chị ấn xuống nha chị. Ấn khóa xuống ấy nha. Vậy em để hộp hết cho chị ha. Em gửi chị. Em gửi chị xuống hóa đơn nha, cảm ơn chị đã qua ủng hộ tiệm nha. Cảm ơn chị nhiều. Dạ em xin chào khách yêu của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Chiều hôm nay là có cô Hạnh với cô Mận hôm nay ghé tiệm vàng em ủng hộ cho em là một bộ đồ bộ hàng cao cấp nha quý khách nha. Đây hàng đồ bộ đẹp xuất sắc luôn. Cái này là màu tím hoa cà nha, trời ơi đẹp quá. Vòng hoa 3 tầng ạ. Đây là đá tô 32 da nha, màu tím là hot trend năm nay nha quý khách nha. Chiếc nhẫn và một cái mặt dây chuyền của nó đẹp chưa, đẹp xuất sắc luôn. Đó. Mới hôm qua hôm kia là cô Hạnh ghé ủng hộ em là một bộ như vậy mà màu xanh đá, màu xanh ve chai á, có ba ve chai màu ve chai á. Hôm nay là dắt cô Bận tới ủng hộ em là một bộ hoa tím nè, hàng cao cấp nha, đẹp xuất sắc luôn, rất là sang trọng mà. Cả bộ như vậy là cỡ 9 chỉ hơn xíu thôi nè, đẹp chưa? Cô đeo luôn không? Cô đeo luôn nha, con đeo vô cái tay. Dạ, đeo cái vòng ha. Này, đeo vòng với nhẫn đi ha. Thực sự tay người lớn mà tròn, trắng ha. Mấy cô là đeo sang lắm. Thấy cô đeo đẹp không? Quá xuất sắc luôn. Mê ly.
Ngoài ra cô còn ủng hộ em là một chiếc nhẫn kim tiền nữa nha quý khách nha. Nhẫn kim tiền may mắn nha. Nhẫn kim tiền này là cỡ khoảng 4-5 con thôi. Đeo cho nó hên á, đeo cho tiền tài nó vô nha. Rồi. Tổng giá trị mà hôm nay cô ủng hộ tiền vàng Kim Thành Thảo là 37.700.000 thôi quý khách ha. 37.700 rồi đủ luôn á. Chính xác luôn á cô. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều nghe. Con cảm ơn cô hôm nay đến ủng hộ tiền con. Dạ, chiều hôm nay là có chị Lệ Bình Tân ghé ủng hộ tiền vàng Kim Thành Thảo là một cái vòng bảng nha quý khách nha. Vòng bảng bi. Đây à, vòng bảng bi. Cái này là bảng 8 hàng bi nhĩ nè, kết lại ha. Thành một cái bảng bi lớn quý khách ha. Bi bốc máy thôi con mày mua ý à. Rất là sáng luôn. Đây là cái khóa của nó nha quý khách. Khóa bấm luôn. Cái dòng này là một lượng mốt hơn gần một lượng một lượng hai á. Rất là đẹp luôn. Sáng chiếu luôn. Đeo em tay lắm nha. Ở nhà em là có hai màu. Loại này là một màu, còn một loại nữa là có ba màu luôn nha quý khách nha. Chị cho em mượn cái tay em đeo cho chị luôn nha. Đeo luôn đi chị. Bỏ hộp ha. Em lấy hộp đi chị bỏ vô cho khách cho bé. Cái vòng này giá trị của nó là 40.600.000 nha quý khách nha. Rồi em cảm ơn chị Lệ nha. Cảm ơn chị đã đến ủng hộ tiệm em ạ. Em chào chị, chị tên gì ạ? Tên Nga. Nga, chị Nga ở đâu? Ở quận 7. Rồi, hôm nay em có chị Nga, chị bên quận 7 qua. Chị lựa một đôi bông tai ha với hai bộ xi men nè quý khách. Đây, xi men này là bản 2 ly nha. Mẫu tài lộc. Hai bộ nhẹ nhàng đeo nhìn sang chưa? Đây là chữ này là chữ phun cát nha quý khách. Hai bộ này là 6 chỉ hơn. Chị Nga còn lựa thêm một đôi. Rồi, em cảm ơn chị. Chị Nga còn lựa thêm một đôi bông nè. Bông khoen 3 đường tắm nha, đeo ôm tay nhẹ nhàng thường ngày luôn. Đây, đi một đôi. Em đeo cho chị luôn ha. Mẫu này mẫu đúc có đen nó chắc chắn lắm. Rồi, chị Nga quay xéo xéo giùm em. Mấy hộp tấm nhỏ này em bảo hành cho chị hết nha. Tổng bộ nữ trang này của chị Nga là 26.799.000. Rồi em gửi chị hóa đơn. Cảm ơn chị đã đi đằng sau qua ủng hộ tiệm nha. Cảm ơn chị đẹp.